Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Đây là một video đặc biệt dành cho tất cả 30.000 học viên đang theo học trong hệ thống của Pantado. Vì sao lại là một video đặc biệt? Bởi trong video này, mình sẽ thông báo một thông tin cực kỳ hấp dẫn và quan trọng. Đó là một mùa hè trong mơ của tất cả các bạn nhỏ. Các bố mẹ thân mến, đã bao giờ các bạn hỏi con rằng mùa hè trong mơ của con là gì chưa ạ? Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đang tước đi, mình đang lấy mất đi mùa hè của con bằng chính những ước mơ của các bậc cha mẹ? Hiểu được điều đó, cho nên Pantado đã tổ chức cuộc thi với tên gọi Mùa hè trong mơ. Tham gia cuộc thi này, đối tượng như mình đã thông báo là dành cho 30.000 học viên đang học trong hệ thống của Pantado. Vậy làm như thế nào để có thể tham gia cuộc thi đặc biệt này? Trước hết, các bạn hãy thử ngồi xuống hỏi con rằng con nghĩ gì về mùa hè trong mơ? Đó có phải là một chuyến du lịch cùng với bố mẹ hay không? Hay đó là một điều gì đấy mà con thực sự đã từng mơ ước, đã từng khát khao nhưng chưa bao giờ thể hiện ra? Vậy thì bây giờ con hãy thể hiện ra bằng bất kỳ cách nào mà con muốn. Hoặc đó đơn giản chỉ là một buổi mà cả nhà ngồi ăn cùng với nhau, cả nhà cùng đi ngắm trăng, cùng đi bắt đom đóm hoặc cùng chơi một trò chơi nào đó mà con thực sự cảm thấy yêu thích. Với tất cả những điều đó, con hãy thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, con có thể đứng nói về điều đó, hoặc có thể vẽ ra rồi miêu tả về bức vẽ của mình. Con cũng có thể giống như một người hướng dẫn viên du lịch cùng với cả nhà đi tham quan rồi nói về cuộc đi tham quan đó. Tất cả những điều đó đều thể hiện một cách hết sức tự nhiên, vui vẻ và trong sáng. Nhưng mà nhớ là bằng tiếng Anh các bạn nhé. Và đến đây thì chắc là các bố mẹ sẽ ồ lên rằng vui quá, nhưng mà con lại chắc chắn có cơ hội để học thêm được bằng tiếng Anh. Và để tham gia cuộc thi này, sau khi đã trao đổi và thảo luận về chủ đề rồi, chắc chắn gia đình sẽ quyết định xem bằng hình thức nào đó để con có thể thể hiện được điều đấy. Ví dụ như quay video những lúc mà con thuyết trình hoặc là con nói về bức vẽ của mình chẳng hạn và đăng tải trên nền tảng xã hội. Tất cả những video đăng tải trên nền tảng xã hội sẽ được Pantado ghi nhận. Các bạn thân mến, đây là một cuộc thi đặc biệt là bởi vì có nam tham gia trong ban giám khảo. Tất cả các video của các em khi gửi về thì anh Nam sẽ là người chấm trực tiếp và lựa chọn ra những video nào xuất sắc theo tiêu chí của ban tổ chức. Cả tuổi thơ của Nam gắn liền với các cuộc thi và đối với mình thì Nam cũng trưởng thành từ các cuộc thi tiếng Anh. Mình thường lên mạng để tìm hiểu tất cả những cuộc thi tiếng Anh và cho Nam tham gia với mong muốn là Nam sẽ được cọ sát. Và đối với mình đó cũng chính là một cách vừa học vừa chơi lại vừa có những phần thưởng rất là thú vị và nó cũng kích thích để giúp cho Nam có mong muốn được trình bày bằng tiếng Anh trước mọi người. Và vì thế với những bạn mà đạt giải cao ở trong kỳ thi này thì còn một vòng nữa khi bạn tham gia vào vòng chung kết sẽ được gặp và nói chuyện trực tiếp với anh Nam để trao đổi về những ước mơ và biết đâu đấy lại truyền cảm hứng để con bạn có thể mong muốn đi thật xa, thật là dài rộng so với chính bản thân của con. Các bạn thân mến, một mùa hè rực rỡ đó chính là một mùa hè mà con được thể hiện bản thân mình. Một mùa hè trong mơ đó là một mùa hè mà các con được chắp đôi cánh tưởng tượng. Và với cuộc thi Summer Dream của Pantado kết hợp cùng với Đỗ Nhật Nam, mình tin chắc rằng các bạn sẽ chạm được vào giấc mơ của con, biến những giấc mơ đó thành hiện thực để một lúc nào đó khi các con quay trở lại, nghĩ về tuổi thơ của mình sẽ thấy tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và chắc chắn các con sẽ trưởng thành từ cuộc thi này. Hãy tham gia Summer Dream để chắp cánh ước mơ cho con các bạn nhé!